Lỡ đất, lỡ đất cả nhà, lỡ đất, lỡ đất. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì cả nhà ơi, nhất này là vừa mới mưa xong luôn á, thì sáng giờ là mưa nguyên một ngày luôn. Vừa mới tạnh mưa xong là Thanh giọt ra đồng liền để đi chài cá, kiếm mớ cá cho mình ăn cơm chiều cả nhà. Tranh thủ trời vừa mới hết mưa. Bây giờ Thanh đi ra cái, thấy cái kênh này cũng phải nước chanh, cá không ngớt. Thanh đi chài cá, mời cô chú anh chị các bạn cùng đi chài cá với Thanh nha. Đây, trời vừa mới mưa, tạnh mưa xong luôn á. Chút nữa tôi cầm cái thùng. Tiên cả nhà ơi, chạy thêm mấy cái chỗ thay nước cho nè, đưa cá nó bắt nước mát, nó ưa lại, nó ăn, nó bắt nước mát ở cái này. Thì giờ mình chạy ngay theo mấy cái đường nước cho nên lúa tốt, về mưa cái lúa tốt rồi. Cái phi con cả nhà ơi, cái thùng đâu, tôi để tốt đẳng luôn. Cái phi con không à, cháu kiến. Cái đầu tiên cả nhà ơi, mấy con cá phi không à, phi con. Cái mớ ốc những tép này. Chỗ nào cũng nước lênh láng, chỉ có chỗ này là nước nó cạn. Thank you.
Rút một trời đây, mình lấy cái thùng lại cả nhà. Giờ mình kéo đó. Này nước cạn mà. Trời sớm giờ mấy cái em không dính cá nữa kìa. Dính cái gì rồi? Dính cái gì nặng dữ rồi cả nhà ơi. Dính như cái bao. Dính như cái cây. Cái nhánh dừa. Được cá rô kìa. Đây. Được con cá rô. Một con. Cá kiến. Cá kiến con. Trời, nãy giờ mấy chài mà mới không có dính cá gì chứ. Có cái chài này là dính được cá rô. Bắt bự. Cá rô cả nhà, con đầu tiên. Rồi. Giờ đi dài lại đây cả nhà. Cái cầm cái thùng. Cái này mưa là đi đập lập ếch của mình nè. Mưa thì ếch. Nãy giờ chài cá thắt hoài cả nhà ơi. Bữa nay biết chị gì á. Cá phi bự, cá phi bự. Ý, nó biết lắm rồi cả nhà ơi. Dính ảnh đó nè. Ủa, lửa nó cắn. Dính ảnh đó nè cả nhà. Hồi nãy, anh vừa mới bay nè. Anh bay cái tẩm xuống đó tìm con nữa vậy. Bay cái tẩm xuống đó là biết thế nào cũng dính. Nặng lấy cái thùng lại ra mẹ. Kìa chú ơi, chú lấy giùm. Vừa bay xuống là quăng chả dính ảnh luôn nè. Không, cảm ơn chú. Đi đi cho camera cầm cả nhà. Này dính được mấy con cá nè. Đó. Đây. Được một con. Được con cá phi bự.
đi tiếp cả nhà. Đang chạy nè cả nhà. Bữa nay nước nó cạn ít cá. Cái này mà ớt nó kêu ngon. Ớt nhá. Cái gì ớt bự dữ nè. Cái cá gà gì á, hồi nãy cái này nó bị dảnh lên. Cái này nó bị dẫn lên nè. Dính cái gửi nó dẫn lên. Gà. Cá nó gà. Cái gì á? Cái chơi gì á? Nó ngớt nó gà. Dẫn cái cây này lên nè. Vô mua cá mồi ăn ngon. Người ta đang bán cá mồi kìa. Cái này sao đây? Nãy giờ giải mấy cái mà được mới có mấy con rồi cả nhà. Mưa tới luôn. Cũng mưa gian cận hết rồi. Cá này. Ui, cá lóc. Bắt ra chút. Ôi ôi, đổ vớt cá lóc rồi. Ít ra ăn cá nó 1kg mấy luôn á. Ít là chú đổ cái vớt mà dính con cá bự cái ghê cá lóc cả nhà. Ui, đã gì? Phải mình chạy dính được con cá lóc đó vô hấp cuốn bánh chén luôn rồi. Con cá đó cả ký á. Cả ký, ký ngoài luôn á, tại vì cá nó bự lắm. Cá lóc nó nặng nữa. Cái gì ngớt bự dưới đây không, để nó dột ra nữa nha. Cầm đi, cầm cái thùng đi, về đây đây.
trong này một chảo nữa. Cái chảo này bung bự dữ hả? Bữa nay chạy hơi bị buồn đó nha, chạy cá dính ít quá, cá dính không được là nhiều, không được cá bự, cá nhỏ mà còn ít cá nữa. Mưa đang tịnh chờ bữa nay là ấy cái gì bự hơn đó, bữa nay là nó mới dịch cái chày, bữa nay nguyên một ngày mưa luôn cái nha. Vừa mới tạnh mưa là tranh thủ ra đồng để đi chày cá xong là bắt đầu chỉ mưa tới nữa. Ngày hôm qua cũng mưa mà hôm qua mưa chắc chưa có được miếng nắng, bữa nay là thấy mưa nguyên ngày rồi không kiếm miếng nắng không ra luôn. Lỡ đất, lỡ đất cả nhà ơi, lỡ đất, lỡ đất. Gấp đi hai ba con luôn. Có cá sạch nữa kìa. Wow. Cá phi. Cá đục kiến. Cá sạch nè. Em đây một em nè, hai em, wow cái này dính cá phi nè, này bị lỡ đất té luôn mà lấy gì không dính cá nhiều. Cũng được bự không là bắt ốc về thôi xả luôn. Ở đây phi với nhà. Dạ. Cái gì chạy dữ à? Cá gô, ôi được con cá gô nữa. Đó, sớm giờ của anh được mớ rồi đó cả nhà. Giờ quất một chài ở đó nữa, một hai chài nữa mình đi vô cầm thùng nha cam ơi. À, được nhiêu này cá cả nhà, đây được một thùng cá, cá rô phi với mớ ốc cá rô kiến. Thì cái này vô cái nào cá nhỏ thì sẽ thả lại, cá bự thì anh bắt vô ăn cơm, ốc thì sẽ kho xả. Bây giờ mưa tới là anh đi vô nấu cơm ăn cả nhà, phải không mưa mình chạy thêm chút xíu nữa rồi. Đây, đi vô. Tên tên cả nhà, đây là cái thành quả mà hồi nãy Thanh đi chạy cá nè. Thì Thanh được một mớ cá Thanh kho, kho tiêu với một dĩa rau muống Thanh hái ngoài đồng để ăn kèm với cá kho. Bây giờ Thanh ăn cơm, mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với Thanh nha. Đây cá sẽ dầm ớt ra, ăn cho nó dầm cho ớt ra cả nhà. Cái bắp gỏi rau muống anh cũng có để ớt vô, nhìn nó cay cay ăn nó ngon đó. Gỏi rau muống
con muốn đi Thanh Hán ngoài đồng luôn. Mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn với Thanh nha. Thịt cá lô phi. Cái rau muống nó giòn lắm rồi. Ngon quá. Bắt gửi rau muống ngon. Đi chài bữa nay chài thấp cả nhà. Chài được mấy cái nhỏ nhỏ không? Cái này mưa cái nước linh láng luôn. Có mỗi cái kinh đó là nước nó cạn, cho nên mình cài thí. Nhưng mà cá nhỏ nhỏ mà không có được cá bự, chứ không dính cá lục kiến nhiều nữa. Cái được mấy con cũng nhỏ. Ngon quá. Đang có bụng ăn cơm ngon. Còn muốn bắp gỏi ăn ngon kia nó giòn nữa mà. Cá sạch. Trà dính cá sạch ngon. Được một mớ cá vô Thanh kho ăn cơm kèm với rau muống bắp gỏi ăn rất là ngon luôn. Thôi bây giờ video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thanh. Cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo của Thanh vào 7:30 tối mai nha. Bye bye cả nhà.